Hello anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Alpha Computer. Trong những cái video lần trước thì mình có làm về một cấu hình là CPU Intel Core i5 12600K kết hợp với một mẫu main dòng B, và mình có đọc qua một chút về phần comment thì có những bạn bảo là mẫu main dòng B thì làm sao có thể đủ điện để có thể gánh được mẫu CPU như Intel Core i5 12600K, bởi vì họ nhìn thấy cái hậu tố dòng K. Tất nhiên thì một số những mẫu main gọi là được thiết kế tối giản một chút thì sẽ khó thể gánh được, thế nhưng hầu hết những mẫu main dòng B thì đều có thể gánh được. Và để chứng minh được điều đấy mà mình nói chính xác thì mình con mẫu CPU không phải dòng K, thế nhưng cái mức điện năng tiêu thụ chắc chắn sẽ hơn Intel Core i5 dòng K, cụ thể là CPU Intel Core i9 12900F. Nhìn sâu cao một chút về vỏ hộp, anh em thấy to đúng không? Thông thường thì những dòng CPU Intel Core i9 dòng non K thì vỏ hộp sẽ khá là tương đồng khi so với những cái vỏ hộp khác, thế nhưng với dòng 12 thì lại hoàn toàn khác biệt luôn. Lý do bởi vì là ở bên trong CPU Intel Core i9 12900F chúng ta có một hệ thống tản nhiệt stock. Tất nhiên thì về mặt tản nhiệt stock của Intel thì anh em không đánh giá cao, bởi vì là trông khá là nhỏ gọn. Thế nhưng với CPU Intel Core i9 12900F chúng ta có một hệ thống tản nhiệt trông cũng khá thú vị, hoàn toàn có thể sử dụng để có thể chơi game hàng ngày. Tất nhiên là khi anh em chưa có gọi là điều kiện đầu tư hoặc là đặt mua sản phẩm tản nhiệt khí hay tản nhiệt all in one mà chưa kịp về thì vẫn có thể cắm tản nhiệt stock của Intel Core i9 về để có thể sử dụng. Thôi, chúng ta hãy đề cập đến cái yếu tố mà mình muốn nhắc tới đi. Đó chính là về thành phần về main. Thì với Intel Core i9 12900F chúng ta có mẫu CPU có 16 nhân và 24 luồng xử lý. Về mặt cơ bản thì nếu mà so sánh với mẫu CPU tương tự là CPU Intel Core i9 12900K thì cái dòng F này thì sẽ có cái mức chênh lệch hiệu năng chỉ một chút thôi, chỉ 0.1GHz, và vì thế cái mức điện năng tiêu thụ mình nghĩ sẽ loanh quanh khoảng từ 230W đến khoảng 280W điện. Thì với cái mức điện năng tiêu thụ như vậy chúng ta sẽ cần phải lựa chọn những cái mẫu main sao cho phù hợp nhất, và dòng B vẫn có thể gánh được rất tốt luôn. Thì mình có mẫu main đến từ Asus, đây là dòng ROG Strix rồi, có những công nghệ phải nói là cực kỳ mới luôn. Thì để có thể cấp điện được cho CPU chúng ta sẽ cần phải quan tâm đến cái yếu tố về phần cấp điện đi. Thì trên cái mẫu main này sẽ có hai cổng cấp nguồn, một cổng 8 pin và một cổng 4 pin. Về mặt lý thuyết thì với một cổng 4 pin hoàn toàn đủ để có thể cung cấp cho Intel Core i9 rồi, bởi vì là cung cấp một cổng thôi là 280W. Thế nhưng vì với hai cổng thì cái mức gọi là cung cấp điện sẽ tốt hơn này, sẽ giảm bớt áp lực, và hệ thống cái VRM anh em nhìn thấy ở đây là cực kỳ khủng bố để có thể cung cấp được điện. Còn về những công nghệ đi theo kèm đi, không phải dòng Z chúng ta mới có công nghệ mới, thì với Intel thì bây giờ họ đã hào phóng hơn rất nhiều rồi. Chúng ta đã có RAM DDR5 trên mẫu main dòng B. Tất nhiên thì cái nhu cầu về RAM DDR5 sẽ khá là nhạy cảm một chút. Một số những anh em nào mà sử dụng với nhu cầu liên quan đến phần mềm trực tiếp ảnh hưởng bởi RAM như Adobe After Effects thì lúc đấy khi chúng ta sử dụng RAM DDR5 thì cái tốc độ cải thiện là rất nhiều. Thì với RAM DDR5 trên thị trường hiện tại chúng ta có khá là nhiều mẫu mã, và mình thấy tốt nhất mức giá gọi là có thể hợp lý nhất, mình thấy RAM Kingston Fury Beast đang làm rất tốt cái yếu tố đó. Thì với RAM DDR5 sẽ có một cái ưu điểm là khi anh em cắm vào auto mặc định sẽ nhận luôn ở bus RAM là 4800, thế nên nếu như anh em nào mà không cần phải là bật tính năng XMP, thực ra với 4800 đấy cũng khá là cao rồi, thì anh em có thể mua những cái thanh RAM như Kingston Fury Beast. Ở đây mình sử dụng là hai thanh RAM 8GB, nói chung mức giá so với ngày xưa thời khoảng 2021 mình làm thì mức giá bây giờ đã giảm được rất nhiều rồi, chắc phải giảm khoảng 30-40%, thế nên chúng ta hoàn toàn có thể đầu tư được. Mình cắm sẵn là hai thanh thôi, mặc dù là một thanh bữa cũng đu channel rồi, thì mình cắm hai thanh để có thể đảm bảo về dung lượng khi chúng ta xử lý những công việc. Về mặt khả năng lưu trữ thì SSD, anh em biết một điểm gì thú vị không? Đó chính là về thành phần mức giá của RAM giảm thì SSD cũng sử dụng chip nhớ thì cũng giảm theo. Thì với những cái mẫu main dòng B đây thì nếu anh em làm có điều kiện chúng ta có thể sử dụng hai thanh SSD, hai loại SSD luôn. Thì một là PCIe Gen 4 để có thể tận dụng được cái tốc độ làm việc cao, thì với Kingston thì có dòng KC3000 anh em có thể cân nhắc, hoặc là những cái dòng PCIe Gen 3 thì có NV1. Nói chung là NV1 gần như là quốc dân rồi. Một ổ SSD 1TB mình nghĩ là khoảng 1.9 triệu hay là hơn 2 triệu một chút thôi. Nói chung mức giá như vậy mà cho SSD phải nói là cực kỳ tuyệt vời, bởi vì chúng ta mua HDD thì cũng loanh quanh khoảng 1 triệu, thế nên anh em có thể cân nhắc phụ thuộc vào nhu cầu cá nhân sử dụng của mỗi người thôi. Còn về thành phần VGA, mức giá của VGA 20 triệu đồng anh em có thể mua được một card gì? Thì với mình 20 triệu chúng ta sẽ có là RTX 3080 phiên bản ROG Strix, phiên bản ROG Strix luôn nhé, không phải một phiên bản gọi là bình thường. Thì với cái phiên bản ROG Strix chúng ta sẽ có là ba cổng cấp nguồn 8 pin. Lý do bởi vì là để có thể cung cấp được cái lượng điện năng nó dồi dào dành cho VGA khi mà hoạt động. Cụ thể thì nếu như anh em nào mà sử dụng khi mà chơi game chúng ta chỉ tiêu thụ khoảng 300W điện thôi, với ba cổng cấp nguồn như này thì cung cấp thừa điện rồi, nhưng vẫn được trang bị đầy đủ để chúng ta có thể ép sung nếu như ta mong muốn. Mình nghĩ là chúng ta không cần đâu, bởi vì 3080 nó chơi game trên độ phân giải 2K thì gần như không phải ép sung. Và để có thể đảm bảo được cái điện năng tiêu thụ gọi là tốt nhất thì anh em biết mình chơi luôn bộ nguồn 1000W. Tất nhiên thì về mặt cơ bản chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn những bộ nguồn 750W là đã có thể cân được rất tốt rồi. Thế nhưng ở đây thì mình cắm hơi thừa một chút để dành cho những bạn nào mà quan tâm. Còn nếu anh em nào mà cảm thấy chúng ta chỉ cần vừa đủ thôi
thì có thể cân nhắc những cái bộ nguồn có công suất thấp hơn. Và thôi, không để mất nhiều thời gian nữa thì ngay bây giờ sẽ là phần test game. Và mình khuyên anh em rằng là khi chúng ta sử dụng và chơi game trên độ phân giải là 2K sẽ là phù hợp nhất với RTX 3080. Anh em nào mà có điều kiện thì có thể mua màn hình 4K, thế nhưng màn hình 2K với tần số quét cao khoảng 165Hz sẽ là sự lựa chọn vô cùng tuyệt vời. Và như anh em có thể vừa thấy được là với mẫu CPU như Intel Core i9 12900F, chúng ta vẫn có thể sử dụng lên những mẫu main dòng B. Vậy thì khi mà anh em sử dụng và lựa chọn những cái sản phẩm khác, ví dụ như Intel Core i7 hoặc là Intel Core i5, chúng ta lựa chọn dòng cao nhưng không quan tâm tới yếu tố ép xung thì hoàn toàn có thể sử dụng ngược lên những mẫu main dòng B, vẫn có đầy đủ những cái thứ mà anh em quan tâm, PCIe Gen 4, RAM DDR5, rất nhiều những công nghệ để chúng ta có thể quan tâm và lựa chọn. Quan trọng là lựa chọn đúng nhu cầu cá nhân. Vậy thì anh em đánh giá sao về cái cấu hình mình đang có ở đây? Anh em muốn mình làm thêm về những cấu hình nào thì đừng quên để lại ý kiến ở ngay dưới bình luận video. Hẹn gặp lại anh em trong video sau. Nhưng mà mình thấy cả các bạn bây giờ rất rẻ đấy.